căng thẳng chính trị giữa các cường quốc tiếp tục leo thang. Tuần này tâm điểm của những cuộc căng thẳng tiếp tục lại là Trung Quốc. Với Anh là những vấn đề xung đột liên quan đến Hồng Kông. Với Mỹ, một cuộc xung đột ngoại giao chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua đã xảy ra khi hai nước lần lượt yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Houston, Mỹ và thành đô Trung Quốc. Đây có phải là dấu hiệu cho thấy một cuộc chiến tranh lạnh sắp diễn ra? Thêm vào đó, những cuộc tập trận đối đầu trên Biển Đông của hai nước gần đây lại càng làm gia tăng thêm căng thẳng. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn ngang nhiên bơi vào vùng biển của Triều Tiên bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc và chạm trán với tàu chiến Úc gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tất cả những cuộc đối đầu này không chỉ làm gia tăng căng thẳng giữa hai cường quốc Mỹ-Trung, mà dần dần đó dường như là một cuộc đối đầu của Trung Quốc với cả thế giới. Còn riêng tại Mỹ, cuộc chạy đua tranh ngôi vị Tổng thống Mỹ 2021 vẫn diễn ra sôi nổi khi ứng cử viên Đảng Dân Chủ ông Joe Biden và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump luôn có những màn thách thức, chỉ trích và công kích lẫn nhau, thậm chí còn có sự tham gia của cựu Tổng thống Barack Obama. Trong khi đó, ứng cử viên bất ngờ thứ ba rapper Kanye West cũng vừa khởi động chiến dịch tranh cử bằng buổi khai mạc khiến nhiều người khó hiểu. Cuộc đua trở thành Tổng thống Mỹ 2021 vẫn còn nhiều bất ngờ và thú vị. Hãy cùng FBNC đến với thế giới trong tuần để cùng nhìn lại những diễn biến nổi bật này trong tuần qua. Thu Hiền rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Thế giới trong tuần trên kênh truyền hình FBNC. Mở đầu sẽ là những tin tức về căng thẳng hai nước Trung Anh. Thưa quý vị, liên quan đến việc Trung Quốc áp dụng luật an ninh mới đối với Hồng Kông, thì đầu tháng 7 này, Vương quốc Anh đã đưa ra một chế độ trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân có liên quan đến vi phạm nhân quyền hoặc tội phạm của tổ chức của Trung Quốc. Thậm chí một số nhà lập pháp của đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson còn cho rằng các biện pháp trừng phạt nên được sử dụng với các quan chức Trung Quốc. Không dừng lại ở đó thì vào đầu tuần này, Ngoại trưởng Anh ông Dominic Raab đã tiếp tục giáng thêm một đòn lên Trung Quốc khi công bố nước Anh đình chỉ ngay lập tức hiệp ước dẫn độ đối với Hồng Kông. Quyết định này được đưa ra sau khi đã tham khảo kỹ lưỡng với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Tổng trưởng lý Anh. Nước Anh sẽ không khôi phục lại hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông, chừng nào chưa có dấu hiệu rõ ràng và chắc chắn, đảm bảo rằng việc dẫn độ từ Anh không bị sử dụng sai mục đích theo các quy định mới của luật an ninh quốc gia Hồng Kông. Quyết định này được xem như dấu chấm hết cho kỷ nguyên vàng trong mối quan hệ giữa Anh và Trung Quốc dưới thời cựu Thủ tướng David Cameron vào năm 2015. Nói về lý do đưa ra lệnh trừng phạt với Trung Quốc thì Anh cho biết luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông vi phạm các thỏa thuận được đưa ra và cho rằng Trung Quốc đang phá vỡ các quyền tự do Hồng Kông. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cũng lên án Trung Quốc vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ, nhưng đại sứ Trung Quốc nói với BBC rằng hầu hết người Duy Ngô Nhĩ đang sống rất hạnh phúc và các dân tộc thiểu số Trung Quốc đều được coi là bình đẳng. Trước Anh thì Úc và Canada đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông vào đầu tháng này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chấm dứt đối xử kinh tế ưu đãi với Hồng Kông. Và ngay lập tức thì đại sứ Trung Quốc đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả mọi nỗ lực trừng phạt của Anh. Đại sứ Trung Quốc tại Anh còn nói hãy nhìn vào những gì họ làm với Mỹ, chứng tỏ Trung Quốc không hề nhượng bộ một ai. UK government. Nếu chính phủ Anh đi xa đến mức áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân nào của Trung Quốc, chúng tôi chắc chắn sẽ đưa ra phản ứng kiên quyết đáp trả. Mọi người đã thấy những gì xảy ra giữa Trung Quốc và Mỹ. Họ đã trừng phạt quan chức Trung Quốc, chúng tôi ngược lại trừng phạt các thượng nghị sĩ của họ. Tôi không muốn thấy sự ăn miếng trả miếng này xảy ra giữa Trung Quốc và Anh. Tôi nghĩ rằng Vương quốc Anh nên có chính sách đối ngoại độc lập của riêng mình, thay vì bắt chước người Mỹ, giống như những gì đã xảy ra với Huawei. Bất chấp lời đe dọa sẽ trả thù của Trung Quốc, thì Bộ trưởng Nội vụ Anh tuyên bố các cư dân Hồng Kông có thị thực ở nước ngoài biên Âu của Anh có thể nộp đơn xin quốc tịch bắt đầu từ tháng 1 của năm sau. Quyết định này của chính phủ Anh dường như đã mở ra một con đường mới cho người dân Hồng Kông, điển hình như anh Jaylow. Thủ tướng Anh đã có một bước tiến lớn trong quyết định lần này. Điều này mang đến lợi ích rất thiết thực cho cư dân đang có ý định chuyển đến sống ở Anh như tôi. Tôi cảm thấy rất biết ơn về điều đó, bởi vì trong những năm gần đây, chúng tôi cảm nhận được rõ ràng rằng chính phủ Hồng Kông dường như không còn quan tâm đến người dân nữa. Tuy nhiên sau đó thì Trung Quốc lại đe dọa sẽ ngừng công nhận sự hợp lệ của hộ chiếu biên Âu được cấp cho cư dân Hồng Kông. Việc này sẽ gây ảnh hưởng đến việc đi lại giữa Anh và Hồng Kông của những người mang hộ chiếu biên Âu.
Trong khi đó, ở một khu vực khác là Đài Loan, thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Joseph Wu đã bày tỏ quan ngại trước hành vi thường xuyên tuần tra trên không và trên biển gần Đài Loan của quân đội Trung Quốc. Sau hành động của Bắc Kinh tại Hồng Kông, nói rằng ông Joseph Wu lo ngại Đài Loan có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Trung Quốc. Lo ngại căng thẳng gia tăng, một ứng dụng nổi tiếng của Trung Quốc là TikTok cũng đã rút lui khỏi các cuộc đàm phán về việc đặt trụ sở tại Anh. Tuy nhiên, thì công ty mẹ ByteDance của TikTok cho biết họ sẽ không ngừng việc mở rộng TikTok ra toàn cầu mà sẽ xem xét cho sự lựa chọn khác. TikTok thuộc quyền quản lý của công ty mẹ ByteDance đặt trụ sở chính tại Bắc Kinh. Trước đó, công ty này đã dành rất nhiều thời gian với Bộ Thương mại Quốc tế Anh để mở rộng hoạt động ra nước ngoài cho TikTok tại các khu vực ngoài Trung Quốc. Thế nhưng mới đây, ByteDance đã tuyên bố đình chỉ kế hoạch này. Nguyên nhân được cho là Anh đã cấm tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc tham gia vào việc phát triển mạng viễn thông 5G của nước này. Công ty này không phải là hủy bỏ kế hoạch mở rộng TikTok mà chỉ là đang xem xét những sự lựa chọn khác, chẳng hạn như thành phố Dublin của thủ đô Ireland. Trước căng thẳng giữa hai nước Trung Anh, thì Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo ngay lập tức đã đến Anh để gặp Thủ tướng Boris Johnson để bàn về các biện pháp trừng phạt Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến Hồng Kông, Tân Cương, Huawei. Ông Pompeo hy vọng Mỹ-Anh cùng nhiều quốc gia khác có thể xây dựng một liên minh để chống lại cách hành xử sai trái và sự bành trướng của quân đội Trung Quốc. Ông hy vọng Mỹ-Anh cùng nhiều quốc gia khác có thể xây dựng một liên minh để chống lại cách hành xử sai trái và sự bành trướng của quân đội Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông Pompeo cũng ca ngợi Anh về việc loại tập đoàn công nghệ Huawei ra khỏi hệ thống mạng 5G của nước này, bất chấp lời đe dọa trả đũa từ Trung Quốc. Thêm vào đó, Thủ tướng Úc ông Scott Morrison cho biết ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã không nói chuyện với nhau từ tháng 6 năm 2019 đến nay. Nhưng ông cho rằng giữa Úc và Trung Quốc vẫn là mối quan hệ đối tác quan trọng. Nguyên nhân của sự im lặng này là do vào tháng 5 năm nay, Úc đã yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào cuộc điều tra nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Trong một báo cáo của Thượng viện Mỹ được công bố vào hôm thứ Ba vừa qua cho rằng Trung Quốc đang sử dụng những tiến bộ khoa học để xây dựng chủ nghĩa độc tài kỹ thuật số nhằm thực hiện giám sát điều khiển mạng Internet và kiểm duyệt thông tin không chỉ ở nước này mà là trên toàn thế giới. Và báo cáo này tiếp tục tạo nên những căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Theo Thượng nghị sĩ Bob Menendez, đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và là người đứng đầu nghiên cứu cho biết, Trung Quốc sử dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo và sinh trắc học để theo dõi công dân và kiểm soát thông tin cá nhân của họ. Báo cáo này cũng lưu ý Trung Quốc đã thu thập một lượng dữ liệu khổng lồ và đổi mới việc sử dụng các công nghệ giám sát trong bối cảnh đại dịch hoành hành. Đây chính là nguyên nhân khiến cho các yêu cầu về một động thái ứng phó với tình hình này trở nên cấp bách hơn. Báo cáo cũng thảo luận về dự luật mới giúp cho Bắc Kinh tăng cường việc kiểm soát thông tin và những khoản đầu tư vào các công ty phát triển các loại công nghệ hỗ trợ giúp Bắc Kinh đạt được nỗ lực này. Theo đó, Trung Quốc được cho là đã xuất khẩu các công nghệ kỹ thuật số để tăng cường ảnh hưởng ở những nơi khác và tìm kiếm nhiều quyền lực ngầm tại các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới. Trong một cuộc họp ngắn, ông Menendez cho biết Trung Quốc đã truyền bá chủ nghĩa cùng với các công cụ và chiến thuật phục vụ cho âm mưu độc tài kỹ thuật số trên khắp thế giới. Ông cho biết thêm là các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới đang ngày càng chú ý nhiều hơn đến mô hình của Trung Quốc, đặc biệt là khi Tổng thống Trump đã rút lui khỏi các diễn đàn quốc tế. Những khuyến nghị cũng được báo cáo trên đưa ra nhằm chống lại ảnh hưởng tăng cao của Trung Quốc, bao gồm việc thành lập một tập đoàn phát triển công nghệ 5G của Mỹ và quỹ xúc tiến quyền kỹ thuật số để đẩy lùi việc Trung Quốc sẽ sử dụng các công nghệ giám sát hàng loạt. Ngoài ra, các khuyến nghị cũng bao gồm việc thành lập một học viện an ninh quân sự mạng và một liên minh giữa các quốc gia do Tổng thống Mỹ lãnh đạo để chống lại các ảnh hưởng của Trung Quốc. Cùng thời điểm với báo cáo được công bố, thì Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hai công dân Trung Quốc về hành vi truy cập và ăn cắp thông tin từ các nhà thầu quốc phòng, các dữ liệu nghiên cứu vaccine COVID-19 trong hàng trăm công ty ở Mỹ và trên khắp thế giới. Hai hacker này tên là Li Xiaoyu, 34 tuổi, và Dong Jiaji, 33 tuổi, đã tham gia vào các cuộc tấn công mạng trong nhiều năm qua nhằm đánh cắp dữ liệu về vũ khí, ma túy, mã nguồn phần mềm và nhiều thông tin quan trọng khác. Bản cáo trạng không nêu tên bất kỳ công ty cụ thể nào bị ăn cắp dữ liệu, nhưng đã chỉ ra rằng hai hacker trên đã đánh cắp hàng terabyte dữ liệu trên thế giới, trong đó có Mỹ, Anh, Đức, Úc và Bỉ. Cũng theo bản cáo trạng trên, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc rằng hai hacker này làm việc để phục vụ cho lợi ích của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc MSS. Các công tố viên Mỹ cho biết MSS đã cung cấp cho các hacker thông tin các lỗ hổng trong phần mềm quan trọng để dễ dàng xâm nhập và thu thập thông tin tình báo. Những đối tượng bị nhắm đến chủ yếu là người biểu tình ở Hồng Kông, văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma và một tổ chức phi lợi nhuận của Trung Quốc.
Ngoài ra, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ông John Demers cho biết hacker Lee Xiaoyu còn từng tống tiền một nạn nhân lên đến 15.000 đô la tiền điện tử. Bản cáo trạng cáo buộc rằng các tin tặc này hoạt động từ năm 2014 đến năm 2020 và hành vi phạm tội gần đây nhất là đánh cắp các nghiên cứu về bệnh ung thư. Ngay lập tức thì Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ ngừng ngay cáo buộc tội phạm mạng lên công dân của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin cho biết chính phủ Trung Quốc luôn bảo vệ an ninh và luôn kiên quyết phản đối, chiến đấu chống lại bất kỳ hình thức tấn công mạng và tội phạm mạng nào. Do đó Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng ngay lập tức việc nói xấu Trung Quốc về các vấn đề an ninh mạng. Tôi muốn thông báo cho thế giới rằng chính phủ Mỹ mới là người cho các hacker của họ tấn công vào hệ thống an ninh mạng để ăn cắp thông tin với quy mô lớn nhất thế giới. Mỹ cáo buộc các nước khác tấn công mạng chẳng khác gì đang tự nói chính mình. Ông Wang cũng chỉ ra rằng bảo vệ an ninh mạng phục vụ lợi ích chung của tất cả các quốc gia. Không gian mạng không phải là một chiến trường. Các quốc gia tìm kiếm quyền bá chủ bằng việc tấn công mạng sẽ chỉ tự làm tổn thương chính họ. Sau cáo buộc Trung Quốc ăn cắp thông tin mạng, thì Mỹ bất ngờ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Houston, bang Texas và chỉ cho Trung Quốc 3 ngày để kết thúc nhiệm vụ tại đây. Chính quyền Tổng thống Trump tuần này cho Bắc Kinh 72 giờ để rời khỏi lãnh sự quán tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, nghĩa là hạn chót là đến 4 giờ chiều thứ Sáu ngày 24 tháng 7 theo giờ Mỹ. Khoảng 100 nhà hoạt động chống Trung Quốc đã tập trung tại lãnh sự quán Houston, hô to các khẩu hiệu tố cáo Bắc Kinh. Một số người cầm cờ Mỹ khi họ chứng kiến các nhân viên tại lãnh sự tải đồ đạc từ tòa nhà 5 tầng vào xe tải. Các viên chức Trung Quốc tại lãnh sự quán ở Houston được nhìn thấy đang cuốn gói đồ đạc và lần lượt rời khỏi từ cửa sau. Như vậy, lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston bên ngoài được trang trí bằng những chiếc đèn lồng lớn màu đỏ đã chính thức bị đóng cửa. Những người đến đây xin thị thực đã bị từ chối, một người bảo vệ cho biết. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết hôm thứ Năm, lãnh sự quán này là trung tâm của gián điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ. Washington và các đồng minh phải sử dụng những cách sáng tạo và quyết đoán hơn để thúc ép Trung Quốc phải thay đổi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Morgan Otakus nhấn mạnh rằng Washington sẽ không tha thứ cho những hành động của Bắc Kinh. Bà cũng nhắc lại các yêu cầu của Công ước Vienna với các nhà ngoại giao như tôn trọng luật pháp và quy định của nước tiếp nhận và không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia đó. Còn về phía Trung Quốc thì phát ngôn Bộ Ngoại giao Wang Wenbin cho rằng việc đóng cửa đơn phương Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston trong một thời gian ngắn là một sự leo thang chưa từng thấy của các hành động gần đây của Mỹ đối với Trung Quốc. Ông Wang Wenbin yêu cầu Mỹ sửa chữa những sai lầm của mình, nếu không thì Trung Quốc sẽ đưa ra một phản ứng cần thiết và hợp pháp. Sau khi nhận được thông tin Mỹ vừa cho đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, thì cư dân Bắc Kinh hôm thứ Năm vừa qua đã cho biết họ coi lệnh đóng cửa này là rất vô lý và trẻ con. Tôi không hiểu tại sao Mỹ lại làm như vậy. Là một công dân Trung Quốc, tôi đang cảm thấy rất tức giận. Chính phủ Mỹ thực sự rất vô lý. Nhưng hãy nhìn xem những gì Trung Quốc sẽ làm, vì chúng tôi là một đất nước không dễ bị bắt nạt. Hành động của Mỹ thật là trẻ con. Đây không phải là cách mà một quốc gia lớn nên làm để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ngay sau lời chỉ trích của một vài người dân Bắc Kinh, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thẳng thừng là ông không ngại ngần và luôn luôn có thể đóng cửa tiếp các lãnh sự quán khác của Trung Quốc trên tất cả các tiểu bang khác của Mỹ. Và sau đó, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã có một hành động trẻ con khi yêu cầu lãnh sự quán Mỹ ở thành đô Tứ Xuyên đóng cửa cũng trong vòng 3 ngày, như cách người dân Bắc Kinh phê bình chính quyền Mỹ. Biên tập viên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc thì cho rằng biện pháp mà Trung Quốc áp dụng là một phản ứng chính đáng và cần thiết đối với hành động phi lý của Mỹ. Biện pháp này phù hợp với luật pháp quốc tế, các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế và thông lệ ngoại giao. Tình hình hiện tại trong quan hệ Mỹ-Trung không phải là điều Trung Quốc mong muốn xảy ra, và Mỹ hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề này. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Mỹ hủy bỏ ngay lập tức quyết định sai lầm của mình và tạo điều kiện cần thiết để đưa mối quan hệ song phương trở lại bình thường. Người dân ở thành đô đã bày tỏ quan điểm trái chiều về hành động này. Việc này không có bất kỳ tác động nào đối với tôi, nhưng tôi có sinh viên sống ở Mỹ, vì vậy tôi lo lắng họ có thể bị ảnh hưởng. Điều tôi sợ nhất là Mỹ sẽ không dừng lại ở đó, nó có thể trở nên xấu hơn. Tôi ủng hộ việc này. Nếu Mỹ dám đóng cửa lãnh sự quán của chúng tôi nghĩ Trung Quốc cũng nên làm điều tương tự. Nếu Mỹ và Trung Quốc cần một cuộc chiến thương mại, điều đó nên xảy ra từ lâu. Trung Quốc rất hiếm khi gây hấn, nhưng nếu đã vậy, tôi ủng hộ Trung Quốc đóng cửa hết tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ.
Trung Quốc và Mỹ nên xử lý tốt mối quan hệ thông qua đàm phán và diễn đàn quốc tế, như thế sẽ không gây ra quá nhiều xung đột. Tôi chỉ hy vọng Mỹ có thể tôn trọng Trung Quốc và Trung Quốc có thể sẵn sàng làm việc với Mỹ và xử lý tốt các mối quan hệ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin cũng cáo buộc rằng một số nhân viên tại lãnh sự quán Thành Đô đã tiến hành một loạt các hoạt động không phù hợp với nhiệm vụ công khai của họ, đã can thiệp vào các vấn đề của Trung Quốc và làm tổn hại lợi ích an ninh Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Wang không nói rõ cách thức mà Mỹ đã làm tổn hại an ninh Trung Quốc là như thế nào. Mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã xấu đi trong năm nay và theo các chuyên gia, đây là mức tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Từ các vấn đề thương mại, công nghệ đến đại dịch coronavirus, các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông và sự đàn áp của Bắc Kinh đối với Hồng Kông. Cuộc khủng hoảng ngoại giao tuần này liên quan tới các lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ chỉ là sự kiện mới nhất làm trầm trọng hơn mối quan hệ vốn đã xấu đi từ lâu của hai nước. Mối quan hệ của Trung Quốc và Mỹ đang trong thời điểm tồi tệ nhất hàng thập kỷ qua. Không có chính phủ nào cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, hơn chính quyền Mỹ. Mỹ sẽ nhận hậu quả nếu có hành động thù địch với Trung Quốc. Mâu thuẫn trên đã có từ trước khi chính quyền của ông Trump được thành lập. Mỹ là một cường quốc khu vực Thái Bình Dương và chúng tôi ở đây để khẳng định điều đó. Nhưng đại dịch COVID-19 đã làm tình hình thêm trầm trọng. Trung Quốc đã có thể ngăn chặn những cái chết gây ra bởi dịch COVID-19. Có rất nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tình hình này, từ thương mại đến công nghệ, phạm vi ảnh hưởng, các vấn đề xã hội và uy quyền quân sự, và chúng đang xen lẫn nhau. Trước tiên, chúng ta hãy xem xét khía cạnh thương mại. Chưa từng có nước nào bào mòn nước Mỹ trong vòng 25 đến 30 năm trở lại đây như Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, dù cho có thâm hụt thương mại lớn, nơi cán cân xuất nhập khẩu nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Điều đó đã khiến hai nước áp dụng thuế quan kiểu ăn miếng trả miếng hơn một năm liền, làm chậm sự tăng trưởng trên toàn cầu. Cả hai nước đã ký một thỏa thuận thương mại vào tháng Giêng, nhưng nó đã không giải quyết được các vấn đề cốt lõi. Dù Bắc Kinh đã cam kết tăng kim ngạch nhập khẩu với Mỹ, nhưng Washington vẫn đang thúc đẩy các công ty nước này chuyển nguồn cung ứng và sản xuất ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Và rồi là câu chuyện của hãng Huawei, Mỹ đưa nó vào danh sách đen các công ty công nghệ với lý do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia và cáo buộc sản phẩm của hãng này đánh cắp thông tin khách hàng, song không đưa ra được đủ bằng chứng. Đây là một rủi ro bảo mật. Anh không nên coi đây là một lợi ích thương mại, mà hãy coi nó là một mối đe dọa với thông tin cá nhân của người dân nước này. Huawei phủ nhận các cáo buộc và nói rằng Washington muốn kiềm hãm sự tăng trưởng của mình vì không có công ty nào ở Mỹ cung cấp các loại công nghệ tương tự với mức giá cạnh tranh. Mỹ cũng đã bắt đầu coi các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc như là các đại sứ quán Trung Quốc ở nước ngoài và đã cắt giảm số lượng nhà báo được phép vào trong khu vực các văn phòng nước này. Đáp lại, Trung Quốc đã trục xuất hàng chục phóng viên Mỹ và yêu cầu các cơ quan truyền thông của Mỹ phải gửi thông tin chi tiết về hoạt động của mình tại Trung Quốc. Hàng loạt vấn đề khác như việc Mỹ đã củng cố lập trường của mình trên Biển Đông, trừng phạt các quan chức Trung Quốc về luật an ninh mới của Hồng Kông và lên án cách Trung Quốc đối xử với cộng đồng người thiểu số Duy Ngô Nhĩ cũng góp phần làm mối quan hệ giữa hai nước thêm căng thẳng. Ngoài ra, chúng ta không thể không kể đến đại dịch COVID-19 toàn cầu, thứ mà ông Trump mỉa mai là virus Trung Quốc. Đại dịch toàn cầu này hoàn toàn là một sản phẩm của Trung Quốc. Thêm vào đó thì những cuộc tập trận đối đầu trên Biển Đông của hai nước gần đây lại càng làm gia tăng thêm căng thẳng chưa từng có trong vài năm trở lại đây. Trong tuần này, Mỹ đã tiến hành tập trận quân sự ở vùng biển châu Á với sự tham gia của các đồng minh Nhật Bản, Úc và Ấn Độ sau khi Trung Quốc có những hành động tập trận và tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp trên Biển Đông. Mới đây thì hình ảnh vệ tinh cho thấy hàng trăm tàu thuyền Trung Quốc đánh bắt cá ngoài khơi thuộc vùng biển Triều Tiên bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc. Và Hải quân Trung Quốc đã có một cuộc chạm trán với tàu chiến Úc gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tất cả những cuộc đối đầu này không chỉ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước Mỹ-Trung, mà dần dần đó như cuộc đối đầu của Trung Quốc với nhiều nước trên thế giới. Kết quả của tất cả những tranh chấp này vẫn chưa biết sẽ như thế nào, nhưng điều rõ ràng nhất có thể thấy là một kỷ nguyên địa chính trị mới đã được bắt đầu. Xin chuyển sang cập nhật về tình hình bầu cử tại Mỹ. Thực vị đối thủ của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sắp tới là ông Joe Biden vừa cho biết ông đã nhận được thông tin tình báo, cảnh báo về sự can thiệp của nước ngoài trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. Ông cho rằng cả Nga và Trung Quốc đang nhúng tay vào để thao túng kết quả bầu cử. Đương nhiên, theo ông Biden là để làm lợi cho ông Trump.
Tại một buổi gây quỹ hôm thứ Sáu, ông Biden cho biết đã bắt đầu tham gia những buổi báo cáo về thông tin tình báo. Theo đó, ứng cử viên đảng Dân Chủ cảnh báo rằng hệ thống bầu cử của Mỹ hiện không an toàn và lo ngại rằng Nga và các chính phủ nước ngoài bao gồm Trung Quốc có thể tăng cường nỗ lực can thiệp vào kết quả bầu cử sau khi Moscow đã từng can thiệp vào cuộc đua chức tổng thống năm 2016. Theo truyền thống, các ứng viên tổng thống sẽ có cơ hội được báo cáo về các thông tin tình báo trong quá trình tranh cử tổng thống. Cả bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đều được báo cáo trong đợt tranh cử tháng 8 năm 2016. Sau đó, thì ông Joe Biden tiếp tục tuyên bố ông đã nhắm thẳng vào Nga và hứa trả đũa bất kỳ quốc gia nào cố gắng can thiệp vào quá trình thực hiện quyền dân chủ của người dân Mỹ. Trong một tuyên bố dài, ứng cử viên đảng Dân Chủ đã lên án chính quyền Trump vì đã không hành động để ngăn chặn sự can thiệp của chính phủ nước ngoài vào quá trình bầu cử và nói rằng ông sẽ đưa Kremlin và các chính phủ nước ngoài khác vào cuộc. Đây được xem là một chiến lược đối đầu với Tổng thống Donald Trump khi chỉ còn cách ngày bỏ phiếu chính thức hơn 100 ngày. Trong tuyên bố được đưa ra hôm thứ Hai, ông Biden viết, nếu được bầu làm Tổng thống, tôi sẽ coi sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử của chúng ta là một hành động đối nghịch, có ảnh hưởng đáng kể đến mối quan hệ giữa Mỹ và chính phủ các quốc gia can thiệp. Ông Biden cho biết ông không muốn leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Nga hoặc bất kỳ quốc gia nào khác và muốn hợp tác với các quốc gia trên thế giới để chống lại đại dịch virus corona đang diễn ra. Tuy nhiên, cảnh báo rằng ông sẽ áp đặt các hình phạt đối với bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào nền dân chủ Mỹ. Trước viễn cảnh cho rằng Tổng thống Donald Trump sẽ cố gắng can thiệp vào kết quả bầu cử ngày 3 tháng 11 hoặc từ chối chấp nhận kết quả của nó, thì Đảng Dân Chủ cho biết họ đang nỗ lực tìm cách bảo vệ cử tri bằng cách thuê các giám đốc bảo vệ cử tri ở 19 tiểu bang quan trọng để tổ chức bỏ phiếu dễ dàng hơn. Các cuộc phỏng vấn với hơn 10 quan chức của Đảng Dân Chủ tiết lộ cách mà đảng này chuẩn bị cho các cuộc đấu tranh về các trường hợp bỏ phiếu vắng mặt, bỏ phiếu hợp lệ và khả năng những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa sẽ tìm cách đe dọa các cử tri tại các cuộc bỏ phiếu. Đảng Dân Chủ đã thuê các lực lượng bảo vệ cử tri ở 19 tiểu bang quan trọng nhằm giúp cho việc tổ chức bỏ phiếu dễ dàng hơn. Hàng ngàn giám sát viên bầu cử và luật sư sẽ được huy động trên cả nước vào ngày bầu cử, các quan chức nói với Reuters. Về phía ông Trump, Tổng thống nghi ngờ về tính hợp pháp của các lá phiếu gửi qua thư, dự kiến sẽ chiếm số lượng lớn trong các cuộc bầu cử sơ bộ trong bối cảnh đại dịch virus corona. Ông cũng đã đưa ra những cáo buộc rằng việc bỏ phiếu sẽ bị gian lận và từ chối chấp nhận kết quả bầu cử chính thức nếu bị thua cuộc. Người phát ngôn của chiến dịch bầu cử của ông Trump, Tim Murtaugh, cho biết Đảng Dân Chủ đang cố gắng làm suy yếu sự liêm chính của bầu cử và tăng cường những nỗ lực có thể dẫn đến gian lận. Trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng, Tổng thống Trump sẽ giành được chiến thắng, ông Murtaugh nói. Trước những tuyên bố và nghi ngờ của ông Biden, thì ông Trump vẫn không có hành động phản hồi nào. Tuy nhiên, ông Trump đã lên tiếng thách thức ông Biden tham gia bài kiểm tra về nhận thức. Bởi trước đây, ông Joe Biden từng hỏi liệu ông Trump có nhận thức về những gì đang xảy ra hay không liên quan đến đại dịch coronavirus. Ông Trump cho rằng bản thân ông đã thực hiện một bài kiểm tra về nhận thức và kết quả cho thấy ông hoàn toàn có nhận thức tốt. Tuy nhiên, nhận thức của ông Biden có được tốt hay không thì vẫn chưa thể xác định được. Được biết, cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ này đều xuất hiện trong chiến dịch tranh cử khi cả hai đều ở độ tuổi 70. Ngoài ra, thì tuần này ông Trump đã ký một bản ghi nhớ quy định những người di cư vào Mỹ bất hợp pháp sẽ không được bỏ phiếu hoặc nếu có đi bầu thì cũng không được tính. Và quyết định này đã vấp phải những lời chỉ trích ngay lập tức từ Đảng Dân Chủ của ông Joe Biden. Các luật sư và chuyên gia điều tra dân số Mỹ nói rằng quyết định này của Tổng thống Trump là rất đáng ngờ về mặt pháp lý và không dễ thực hiện trong thực tế. Về lý thuyết, nó có thể mang lại lợi ích cho Đảng Cộng hòa của ông Trump bằng cách loại bỏ phần lớn dân số di cư da màu, tạo ra các khu vực bỏ phiếu lệch về phía nhiều người da trắng hơn. Điều luật này cũng có thể khiến cho các tiểu bang có lượng người nhập cư lớn, bao gồm California và New York, bị mất ghế trong Hạ viện. Việc tái phân bổ các khu vực bỏ phiếu để phản ánh những thay đổi về dân số dự kiến được thực hiện vào năm 2021 sau khi kết quả của cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2020 được đưa ra. Mỗi tiểu bang sẽ giành được một phần trong số 435 ghế quốc hội. Trong lịch sử, việc phân bổ ghế đều dựa trên số lượng dân số của mỗi tiểu bang, bất kể tình trạng nhập cư. Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi cho biết trong một tuyên bố, biện pháp này là trái pháp luật và được thiết kế để một lần nữa gieo rắc nỗi sợ hãi và mất lòng tin vào các cộng đồng dễ bị tổn thương, trong khi làm hỗn loạn công tác tổng điều tra dân số. Sau thách thức của ông Trump, thì ông Joe Biden lại một lần nữa cùng với cựu Tổng thống Barack Obama công kích ông Trump và việc ông xử lý đại dịch coronavirus trong một video chiến dịch tranh cử của ông Biden công bố vào hôm thứ Năm 23 tháng 7.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama đã công kích Tổng thống Donald Trump về việc ông xử lý đại dịch virus corona trong một video chiến dịch tranh cử của ông Biden công bố hôm thứ Năm 23 tháng 7. Trong video được dàn dựng theo kiểu phim Hollywood, hai lãnh đạo thuộc phe Dân Chủ lần lượt đến phòng họp, đeo khẩu trang và sau đó ngồi xuống đối diện nhau, nhấn mạnh việc tuân thủ quy định giãn cách, sau đó cùng bàn luận nhiều vấn đề, nhưng đa số là những lời công kích gián tiếp và trực tiếp vào Tổng thống Trump. Ông ấy nghĩ rằng mọi người đột nhiên thức dậy rồi đồng tình với cái cách mà ông ấy đang làm để chia rẽ mọi người. Tôi không muốn con tôi lớn lên theo cách đó. Cả ông và tôi đã có kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Tôi tin tưởng rằng ông sẽ thực sự lắng nghe các chuyên gia, lắng nghe các nhà khoa học. Chúng ta đều hiểu, trong một cơn khủng hoảng tài chính, chúng ta không thể tách biệt cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng khỏi nền kinh tế. Nhưng nếu muốn nền kinh tế tăng trưởng trở lại, mọi người phải được cảm thấy an toàn. Video này đã được đăng trên Twitter, nơi ông Obama có hơn 120 triệu người theo dõi. Để đáp lại, Tổng thống Trump đã tấn công ông Obama và ông Biden bằng một dòng tweet. Hãy nhớ rằng tôi sẽ không ở đây và không trở thành Tổng thống nếu không vì những gì mà họ gây ra. Họ đã làm một công việc rất tồi tệ. Với những chiến dịch truyền thông vẫn còn trong tình trạng khập khiễng do đại dịch, video đã đưa ra một cái nhìn thoáng qua về cách mà ông Obama ủng hộ cho vị cựu phó tổng thống trước cuộc bầu cử tháng 11. Theo một cuộc thăm dò ý kiến của Reuters Ipsos, ông Biden đang dẫn đầu ông Trump với 8 điểm phần trăm trong số các cử tri đã đăng ký và dường như cũng có một lợi thế đáng kể trong số những cử tri chưa đưa ra quyết định. Trong khi đó, thì một đối thủ khác của ông Trump và ông Biden cứ tưởng là một cú lừa nhưng thực tế đã khởi động cuộc meeting đầu tiên của mình vào cuối tuần trước, đó là rapper Kanye West. Anh đã lên tiếng phản hồi mạng xã hội tệ nạn khiêu dâm và phá thai. Anh cũng đã tranh luận về các chính sách với những người tham dự và đã có lúc không thể kìm được cảm xúc của mình. Rapper người Mỹ đã công bố chiến dịch tranh cử tổng thống của mình trên Twitter hồi tháng trước. Tại cuộc meeting, Kanye West được cho là đã đưa ra những nhận xét lan man, lạc đề với những chủ đề khác nhau trong suốt một giờ đồng hồ. Điển hình như việc, nam rapper cho rằng nên đặt việc phá thai ngoài vòng pháp luật và chế độ nô lệ thì chưa bao giờ được xóa bỏ tại Mỹ. Người xem cuộc meeting trực tiếp qua YouTube và đài địa phương cảm thấy khó hiểu liệu rapper này có thực sự nghiêm túc với việc ứng cử tổng thống hay không. Với việc chỉ mới bước lên vũ đài chính trị vào năm 2020, nam ca sĩ có mái tóc cạo trọc tới gáy và mặc chiếc áo vest kiểu quân đội, được cho là đã đề xuất các chính sách một cách bộc phát, điển hình như việc cấp 1 triệu đô la Mỹ hoặc thứ gì đó tương đương nếu các bậc cha mẹ sinh con. Theo một người từng ủng hộ Tổng thống Trump, Kanye West đã bỏ lỡ thời hạn xuất hiện trên danh sách bầu cử ở các điểm bỏ phiếu then chốt của Mỹ. Tuy vậy, theo một số phương tiện truyền thông, nam rapper đã xuất hiện trên danh sách bầu cử ở các điểm bỏ phiếu của bang Oklahoma. Trước khi kết thúc bản tin hôm nay, thì FBNC xin trân trọng thông báo nhằm kịp thời chia sẻ với những số phận kém may mắn, những mảnh đời khó khăn trên cả nước. Sắp tới đây, kênh truyền hình FBNC sẽ khởi động chương trình Vì Xã hội mang tên Điều ước Việt Nam. Chương trình là cầu nối để chúng tôi thực hiện trách nhiệm cộng đồng, cũng như là cánh tay nối dài của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, cùng chung tay để giúp đỡ những người yếu thế vượt qua khó khăn sóng gió của cuộc đời để thay đổi số phận và hướng đến ngày mai tươi sáng hơn. Nếu quý vị biết đến những hoàn cảnh khó khăn, mong muốn vươn lên, tìm một tia sáng cuối đường hầm, thì hãy liên hệ ngay với FBNC để chúng tôi có cơ hội được giúp đỡ. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Điều ước Việt Nam amoc@fbnc.vn hoặc hotline 096-3938-351. FBNC rất mong nhận được phản hồi của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới trong tuần trên kênh truyền hình FBNC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.